Thằng này thì nó sẽ lên từ từ, nó lì hơn tí. Đây. À, anh thấy không? Nó sẽ có một độ trễ một xí nha. À, ổn, ổn. Đây này. Đó, ha, anh thấy không? Ha. Nói chung mỗi con máy đều có những đặc trưng riêng anh em. Ít tin là tu lẹ, máy khỏe. Tu nhanh anh em, tu lên rất là nhanh, bóp ga là in liền. Thằng này nó sẽ lì hơn xí. Ín, ín. Đó, nó sẽ lì hơn một xí nha anh em. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay Thiện cũng có dịp là rep một con máy Hyundai 501 ha, cho một anh khách quân nhân anh em ha, khách bộ đội anh em ở trong chiêu bờ rong ra để anh lấy ha. Thì báo giá anh em luôn ha, mẫu này thì hiện tại là 5 triệu, lộn 6.200.000 nha anh em, 6.200.000 bao ship cho anh em, kèm phần quà tặng nha. Đó, kèm phần quà tặng cho anh em. Đó, thì anh em nếu mà anh em nào ở địa bàn Pleiku mà ra cửa hàng được, cửa hàng Thiện được thì sẽ bớt phí ship cho anh em nha. Đó, còn anh em ở xe thì đó cứ 6.200 thì hỗ trợ phí vận chuyển cho anh em và kèm thêm quà tặng cho anh em nha. Thì như anh em biết rồi á, Hyundai 501 là một mẫu máy gọi là huyền thoại tại thị trường Việt Nam chúng ta rồi đúng không anh em? Ha. Ở Việt Nam chúng ta thì theo Thiện được biết có hai mẫu máy huyền thoại là thứ nhất là Hu, thứ hai là ST250 ha. Hai mẫu máy này gọi là vào thị trường Việt Nam đầu tiên luôn. Theo đường phân phối chính hãng nha anh em, chứ còn máy bả thì có rất là nhiều máy khác nữa, nhưng mà chắc chắn phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam chúng ta thì Hu và ST là hai mẫu máy chính hãng mà phân phối đầu tiên luôn ha, nên được rất là nhiều bà con anh em một mình chọn lựa ủng hộ, và tới thời điểm hiện tại anh em vẫn đang chọn lựa Hu và ST rất là nhiều. Thì anh em có thể thừa biết là chất lượng của hai máy như thế nào mà bà con chúng ta có thể tin tưởng và sử dụng trong thời gian suốt ngắn thời gian rất là lâu từ trước tới giờ đúng không anh em? Đó, mẫu này như anh em nếu mà anh em chưa biết thì anh em tham khảo nhé. Nòng 40 ly ha, công dung tích xi lanh là 41.5cc anh em ha, thoải mái anh em quật cước rồi là thoải mái luôn ha. Đó, còn hiện tại thì bên Thiện đang có tặng ổ cước cải tiến anh em ha, thay vì ngày trước là tặng ổ cước thường thì bữa nay thì tặng anh em ổ cước cải tiến luôn, và anh em dùng nó sẽ tốt hơn nhé. Ổ cước cải tiến này nó sẽ có cái lô ở giữa này, cái lô ở giữa này để chống gãy cước anh em ha, anh em dùng nó sẽ thoải mái hơn. Đó, vừa nói vừa rep chứ quên mất rep để nổ máy chứ do anh em ha. Anh em mình thì do vui ha. Anh khách này thì đồng chí quân nhân này thì cũng có yêu cầu là rep và nổ máy luôn á ha. Ha, thì sẽ rep sẵn và nổ máy luôn ha. Tí nữa anh ra anh lấy thôi anh em. Đó ha, thì anh em ví dụ như anh em ở huyện ha, thì anh em nếu anh em có cơ hội có gọi là có dịp ra cửa hàng Thiện thì anh em cứ ra là thì sẽ bớt được phí ship cho anh em nhé. Còn còn anh em nào không ra được thì Thiện sẽ gửi xe tải vào, thì tiền ship nó cũng rẻ lắm anh em ha, nó không rẻ hơn được vài chục nghìn nữa. Đó, ha, xe vô nè, ok, thì công tắc nha. Mẫu Hu 501 này anh em làm màu máy huyền thoại tại thị trường Việt Nam chúng ta, nên có rất là nhiều máy nhái, máy giả trên thị trường nha anh em ha. Khi anh em mua máy, ví dụ như cái tên của nó là tên khác, giá tiền rẻ hơn thì anh em ok, có thể so sánh giá tiền với chất lượng anh em có thể mua được nha. Còn khi mà trên máy nó đã dán tem Hu thì chúng ta phải nhận biết được máy đó là máy chính hãng hay là máy nhái nha. Máy chính hãng máy nhái để chúng ta xuống tiền nó không bị lố anh em, không bị mất tiền oan nha. Bởi vì một con máy 6 triệu mấy mà anh em mua chúng con máy nhái máy đều về thì nó rất là phí tiền đúng không anh em ha. Nên chúng ta lựa chọn những địa điểm, những cửa hàng nào mà uy tín ha, uy tín chúng ta mua cho nó đảm bảo, nếu anh em chưa có kiến thức ha. Còn khi chúng ta có kiến thức rồi thì chúng ta chạy sợ gì anh em, chúng ta có kiến thức về máy rồi thì có rất là nhiều video hướng dẫn anh em nhận biết cái máy chính hãng ra sao ha. Anh em có thể xem lại để chúng ta có thêm kiến thức về máy Hu này, chúng ta đi mua máy tránh bị lầm tưởng nha anh em, tránh bị lầm nha ha. Còn máy Hu này thì hiện tại máy giá mới rẻ rất là nhiều rồi ha. Còn ST250 cũng có máy giá mới rẻ luôn rồi nha anh em ha. Nên anh em đi mua máy mình lưu ý ha. Rồi giờ thì sẽ đóng lại nè ha. Ổ xăng vô nổ máy anh em. Để thì pha tí nhớt nè, cái này mới xăng không thôi chưa có nhớt nha. À, bóp cho tí nhớt lên anh em. À, nhớt này là nhớt Hu nha anh em. Nếu anh em có điều kiện thì anh em cứ nhớt Hu mà anh em dùng thì nó sẽ tốt hơn cho máy của chúng ta nha anh em. Rồi. 1 lít nhớt Hu này anh em pha được tới 30 lít xăng lận. Thậm chí có anh em pha 35 lít xăng xài cũng vẫn là vô tư luôn ha. Nên nếu mà Thiện khuyên anh em nên pha 30 lít thôi cho nó đảm bảo ha, cho nó đảm bảo. Vì khí hậu ở Việt Nam chúng ta thì anh em biết rồi đó, nó nóng, nó hanh, nó khô ha, nó không có như nước ngoài đâu, nên chúng ta pha nhiều nhớt cũng được không sao anh em ha.
Rồi, cho xăng vô. Đổ lên ha. Bơm xăng rồi anh em. Đó, như nếu mà anh em nào chưa biết thì trong máy nó sẽ có cho anh em này, đầu tiên là cái bánh trắng nha, thì lắp rồi thì ráp vô rồi ha, con dao nè ha, dao rin của máy nha anh em ha, dao rin của máy Husqvarna nè ha, cái ghim như là chữ bóc nha anh em. Đó, dao rin trong này sẽ có là một cái mút nè, dây đeo nè ha, cái dây đinh dây đeo nó cũng có cái chữ Husqvarna luôn cho anh em luôn ha. Cái chén để anh em bắt dao nè, khi anh em dùng dao thì anh em phải bắt cái chén này vào để nó chống mòn con tán nha. Hai cái bọc dao nè, đồ nghề này anh em, đồ nghề của nó thì có như vậy thôi ha. Một cái tiếp buri tích hợp cái đầu lục giác bông, ốc trên máy nó tức là nó làm chơi hệ ốc lục giác bông hết nha anh em, nên anh em phải lấy lục giác bông này anh em mới bạn được nha. Một cái lục giác thường, lục giác bố anh em, và một cái cờ lê 8 và lê 10 để anh em bắt dây ga nha. Đó, nó vậy thôi, trong máy nó chỉ có vậy thôi anh em ha, tay cầm thì ráp ra hết rồi. Rồi, ống e nè, công tắc nha anh em, anh em phải kiểm tra công tắc trong thiện nha, giật vài phát cho mồi mồi cho xăng nó lên nè anh em. Rồi giật nha ha, anh em thấy không, thì cho mồi mới phát xăng lên, giật phát là nó nổ liền ha, nổ rồi đóng vai chúng ta gạt y xuống nha. Đó, rất là dễ nổ anh em, máy chính hãng thì anh em nói chung là khỏi cần tăng về chất lượng luôn nha, chúng ta chỉ cần sử dụng đúng cách và bảo quản đúng cách ha, thì nó máy nó rất là bền nha anh em. Anh em nghe tiếng máy không? Rất là lực nha. Rồi, tắt, giật lại nha anh em. Ok, ha, quay máy lại cho anh em mình xem cái mặt sau nó nhé. Đó. Đây, anh em nghe máy không? Rất là lực nha. Ha, nếu anh em nào để ý kỹ thì anh em nghe thấy tiếng máy nó sẽ lên từ từ. Nó không có lên nhanh như tin anh em. Anh em bóp, cái tin anh em bóp ga vẫn là nó bốc ghê út luôn luôn. Thằng này thì nó sẽ lên từ từ, nó lì hơn tí. Đây. Rồi, anh em thấy không? Nó sẽ có một độ trễ một xí nha. Ha. Ổn, ổn. Đây này. Đó, ha, anh em thấy không? Ha. Nói chung mỗi con máy đều có những đặc trưng riêng anh em. Cái tin là tua lẹ, máy khỏe. Tua nhanh anh em, tua lên rất là nhanh ha. Bốc ghê là in, bốc ghê là in liền. Thằng này này nó sẽ lì lì hơn tí. Ín, ín. Đó, nó sẽ lì hơn một xí nha anh em. Nhưng mà mỗi con nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm đi anh em ha. Nói chung con nào nó phù hợp với lại mỗi cái sử dụng nè ha, kinh tế gia đình nè, thì anh em mình lựa chọn thôi ha. Còn về chất lượng thì cái thời tiền có thể cam kết cho anh em luôn, những hàng chính hãng á, chất lượng của nó là khỏi phải bàn cãi luôn anh em ha. Chỉ có anh em phải nhất là đầy đầy đủ thôi thì rất là bền luôn nha ha. À, anh em lưu ý mình sử dụng cho nó muốn nói bền á, thì của bên tặng người mà anh em nghe câu của bên tặng người không ha. Chúng ta giờ chúng ta mua con máy có xịn cỡ nào đi chăng nữa mà chúng ta về chúng ta xài quên phải nhớ thôi, nó cũng ra đi bình thường rồi anh em, chạy 10 phút thôi là ra đi liền ha. Nên anh em lưu ý là sử dụng đúng cách, bảo quản đúng cách trong thiện thì máy nào nó cũng bền hết á, anh em yên tâm nha. Còn anh em coi con này mà nó phù hợp với lại mục đích sử dụng và túi tiền kinh tế của gia đình thì anh em lựa chọn thôi nha ha. Thì gọi đây thì có rất là nhiều máy, từ những vòng rẻ tiền, thấp tiền đó, rồi tới vòng trung hoặc là cao cấp, anh em thích con nào thì đều có để cho anh em mình lựa chọn hết nha. Rồi, thì anh em này mà quan tâm tới con Husqvarna 541 này thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc hình chấm tiền, hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu Husqvarna 541 này cho anh em biết thông tin nhé. Anh em xem video cho Thiện một like, một đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện có ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.